Không chỉ có màn khoe váy áo đáng yêu vào giây phút đăng quang của tân Hoa hậu Trái đất 2023, người đẹp này mới đây lại đứng chính giữa top 4 trong bức ảnh tại buổi giao lưu sau cuộc thi. Theo đó, giây phút đăng quang của Miss Earth 2023 có một người đẹp khiến khán giả không thể không chú ý. Trong khi dàn thí sinh xúm lại chúc mừng tân Hoa hậu thì người đẹp này lại tranh thủ xoay váy, bước một vài bước và vẫy tay chào khán giả giống như mình mới là người chiến thắng. Cô chính là Miss Earth Belarus 2023, Karina Kishialiova. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp viết: "Tôi chỉ muốn tận hưởng giây phút cuối cùng chúng ta bên nhau và bước những bước cuối cùng tại Miss Earth 2023. Tôi sẽ rất nhớ cuộc thi. Giây phút của tôi cũng dễ thương đấy chứ, bạn có thích không?" Trước đó, tại cuộc thi Miss Intercontinental 2023, người đẹp Moldova cũng có màn chiếm spotlight tương tự. Thậm chí, trong khi tân hoa hậu còn chưa bước những bước đi đầu tiên trên cương vị mới, hoa hậu Moldova đã làm điều này. Cô đi vòng quanh sân khấu giống như mình mới là người chiến thắng. Sau màn xoay váy tại đêm chung kết Miss Earth 2023, Karina lại có bức ảnh chụp chung cùng top 4. Đáng chú ý, cô lại là người đứng giữa chứ không phải tân hoa hậu. Người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân kèm caption vui vẻ: "Đội hình hoàn thiện, bạn nghĩ sao? Tôi nghĩ ban giám khảo quên mất một người rồi, đây chính là top 5." Sau đó, chính Karina cũng vô cùng ngạc nhiên vì tất cả các bình luận của fan sắc đẹp đều rất tích cực, không hề có một lời chê bai hay chế giễu. Hầu hết mọi người đều dành những lời động viên khen ngợi tinh thần tích cực của Karina. Thậm chí có nhiều fan sắc đẹp còn đặt cho cô biệt danh bên cạnh hoa hậu Trái đất, Không khí, Nước và Lửa. Hoa hậu Belarus chính là Facebook Queen, Miss Earth Breeze, Miss Earth Storm và hy vọng cô sẽ tiếp tục sự nghiệp thi nhan sắc của mình. Hoa hậu Trái đất Belarus 2023 Karina Kishialova năm nay 26 tuổi, người đẹp có kinh nghiệm thi nhan sắc rất đáng nể. Năm 2018, Karina giành ngôi vị Á hậu một cuộc thi Miss Mesoamerica. Năm 2019, cô nhận hai danh hiệu Miss Intercontinental Belarus và Miss Grand Belarus. Cũng trong năm 2019, Karina tham gia cả hai cuộc thi Miss Intercontinental và Miss Grand International, tuy nhiên cô đều không lọt top. Năm 2022, cô giành danh hiệu Miss International Belarus và tiếp tục đại diện quốc gia này tại Miss Intercontinental 2022, tuy nhiên cô vẫn không lọt top. Sau đó, năm 2023, Karina lại giành danh hiệu Miss Earth Belarus 2023 và đến với Miss Earth 2023. Như vậy, Karina là người đẹp hiếm hoi trên thế giới giành danh hiệu quốc gia tới 4 cuộc thi sắc đẹp và đại diện đất nước mình đến với 4 cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới. Đáng tiếc, người đẹp chưa từng lọt top ở bất kỳ cuộc thi nào. Trở lại với Miss Earth 2023, kết quả hoa hậu có thể dự đoán trước, khiến mùa giải lần thứ 23 kết thúc trong sự hài lòng của số đông. Tuy nhiên, chung kết chưa trọn vẹn vì còn nhiều sàn. Theo đó, vì ít khán giả xem trực tiếp, bầu không khí thiếu cuồng nhiệt hơn các sân chơi khác, vắng những tiếng reo hò. Đồng ý rằng phần dàn dựng sân khấu chỉnh chu, song âm nhạc là điểm trừ lớn. Từ đầu đến cuối, xuyên suốt các vòng đều là mạch nhạc chậm đều, tạo cảm giác buồn ngủ. Giai điệu thi cách quốc áo tắm chưa đủ sôi động để làm nóng không khí. Chưa kể nhiều thí sinh như Ấn Độ, Indonesia lộ hạn chế hình thể qua vòng này. Đại diện Canada gặp sự cố tuột khăn khi biết mình vào top 20. Cuộc thi được tổ chức ngoài trời nên không tránh khỏi tình trạng gió lớn khiến tóc của nhiều thí sinh bị rối che hết mặt. Đêm thi còn chứng kiến khoảnh khắc người đẹp Venezuela tuột sát, đại diện Philippines vấp váy. Đến vòng ứng xử top 8, phiên dịch của đại diện nước Nga không thể dịch trọn vẹn câu hỏi. Tương tự, thí sinh Kazakhstan gặp sự cố với phiên dịch và micro. Trong khoảnh khắc khó xử này, cộng đồng mạng dành lời khen cho MC Á hậu Thùy Dung vì đã nhanh trí xử lý tình huống này, giúp người đẹp Kazakhstan truyền tải nội dung bằng tiếng Anh. Cô dẫn dắt cùng MC quen thuộc của Miss Earth James Deakin. Thêm lý do khiến Miss Earth gây chán là dàn dựng phần final quốc của hoa hậu Mina Suchoi nhạt nhòa. Người đẹp xuất hiện vài phút ngắn ngủi, chỉ vẫy tay chào khán giả và không có bất kỳ chia sẻ trực tiếp nào trước khi khép lại nhiệm kỳ. Trước đó, trong lúc cuộc thi đang diễn ra ở Việt Nam, Mina Choi cũng gây thắc mắc do không đồng hành cùng dàn thí sinh, gần như mất hút. Một tình huống dở khóc dở cười nữa là ngay khi công bố hoa hậu, khi Mina Choi chưa kịp ra vương miện, dàn thí sinh đã vội ùa vào chúc mừng, tạo nên khung cảnh lộn xộn. Nhìn chung, Miss Earth trở lại chỉnh chu có đầu tư. Dẫu vậy, sân chơi sắc đẹp này vẫn mờ nhạt trước các cuộc thi khác với format hấp dẫn hơn như Miss Grand International, Miss Universe.